Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury YouTube Channel. Rất là lâu rồi thì tôi mới có cơ hội lên sóng như ngày hôm nay. Thì hôm nay nói thật ra là tôi cũng rất là có cảm hứng khi chia sẻ về hai chiếc đồng hồ mà tôi gọi là nội chiến Chronograph nhà Patek. Đây là một cái video so sánh hai chiếc đồng hồ Patek Philippe với chức năng Chronograph mang mã hiệu là 5905P và 5170P. Hai chiếc đồng hồ này có điểm gì chung và khác biệt? Hãy cùng khám phá ngay trong video này các bạn nhé. Khi chúng ta nhắc đến Patek thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tính năng như là lịch thường niên hay là vạn niên. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái chức năng được Patek tiên phong đi đầu và rất là nổi bật trong cái lĩnh vực này. Tuy nhiên là Chronograph cũng là một cái chức năng rất là nổi trội của Patek với rất là nhiều những model đồng hồ đặc biệt, nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Thì chỉ cần nhìn vào cái tên thì chúng ta rất là nhiều người sẽ biết được chất liệu vỏ của hai chiếc đồng hồ này, đó là platinum hay còn gọi là bạch kim, chất liệu rất là quý giá. Khác biệt nổi trội nhất giữa hai chiếc đồng hồ 5170P và 5905P nằm ở kích thước vỏ 2,5mm. Có lẽ không phải là một con số lớn, nhưng trong thế giới đồng hồ thì 2,5mm lại tạo nên một sự khác biệt rất là đáng kể. Được thiết kế theo phong cách rất là cổ điển, lấy cảm hứng từ những chiếc Chronograph trong cái khoảng năm 1940 đến 1950, thì chiếc 5170P sở hữu cái đường kính vỏ khá là khiêm tốn, 39,5mm so với chiếc 5905P là 42mm. Bên cạnh cái sự khác biệt về đường kính thì độ dày của hai chiếc đồng hồ này cũng có khác biệt tương đối là lớn. Chiếc 5905P dày hơn hẳn so với chiếc 5170P khoảng 4mm. 4mm thì các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì hai lý do chính. Thứ nhất, vành bezel và thiết kế bộ máy đều dày hơn. Vành bezel của mẫu 5170P thì được thiết kế phẳng theo phong cách rất là cổ điển, trái ngược với thiết kế vát vào trong rất là ấn tượng của 5905P. Tai càng nối dây cũng là một chi tiết cho thấy hai phong cách thiết kế khác biệt. Một bên là 5170P với những đường nét rất là đơn giản, thanh lịch, những cạnh vát được hoàn thiện một cách tỉ mỉ. Còn bên kia là 5905P với đường khoét được đánh bóng một cách rất là tinh vi và gây ấn tượng mạnh. Thì ở cái tay càng dáng hông của 5905, thường chúng ta sẽ liên tưởng đến những cái phiên bản lịch thường niên năm 2005 hay là những cái phiên bản Grand Communication cùng dáng vỏ như là năm 2008, vân vân. Một dáng vỏ rất là thành công trong những năm trở lại đây của Patek Philippe. Cả hai thiết kế này thì đều cho chúng ta thấy được tinh hoa của nghệ thuật chế tác vỏ đồng hồ. Tôi không nói quá đâu các bạn ạ. Các bạn yên tâm một điều là nếu như chúng ta cùng sở hữu cái chức năng Chronograph với những lớp vỏ khác của những thương hiệu khác nhưng như là Alain & John hay là Vacheron Constantin, đa phần là chúng ta sẽ cảm thấy được dáng vỏ của Patek Chronograph nó có một cái điểm rất là riêng và cuốn hút rất là mạnh mẽ các bạn ạ. Hai mẫu đồng hồ Patek 5170 và 5905 có những cái điểm chung nho nhỏ, nhưng quan trọng nhất là cả hai đều có cách sắp xếp mặt số đối xứng rất là hoàn hảo. Bên cạnh đó thì những cái mặt số phụ trên cả hai mẫu đồng hồ cũng đều được hoàn thiện với phong cách truyền thống với những đường vân tròn đồng tâm. Kim phút Chronograph được sơn trắng cũng là một điểm trùng lặp trên hai thiết kế này. Ngoài những chi tiết đó, hai mẫu đồng hồ sở hữu hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên rồi các bạn ạ, mỗi chiếc có một vẻ đẹp riêng. Thì với cái mẫu 5170B chúng ta có mặt số xanh chuyển sắc qua đen trầm lắng, tạo sự tương phản với những cọc số kim cương baguette quý giá. 5905 chúng ta có một thiết kế mang tên là Sector. Mặt số thì được phân thành từng vùng nhỏ, được ngăn cách bởi đường viền và những cọc số bằng vàng trắng nổi bật trên cái nền đen đơn sắc. Chúng ta không đi quá sâu vào từng chi tiết trên mặt số hai mẫu đồng hồ này, mà thay vào đó như tôi đã nói, đó là tập trung vào giá trị cốt lõi của hai thiết kế. Đó chính là bộ máy cơ học. Một bên là cỗ máy lên dây có tay caliber 29535 với 402 chi tiết. Phía còn lại là cỗ máy tự động caliber 28520 với 270 chi tiết thuộc về chiếc 5905P. Điều này cũng hẳn đã đủ để một số người chơi lựa chọn ra sản phẩm của mình. Điều cần cân nhắc đến đó chính là sự tiện dụng. Thì một chiếc đồng hồ lên cóp tay chắc chắn sẽ cần chăm sóc nhiều hơn, và điều này có thể khiến một số người không thực sự thích thú. Tuy nhiên với rất là nhiều người chơi đồng hồ, trong đó có tôi,
việc bỏ ra 30 giây hay đến 1 phút để chăm sóc cho chiếc đồng hồ yêu thích vào hàng sáng hoặc là mỗi tối trước khi đi ngủ là một việc như kiểu chúng ta đánh răng hàng ngày các bạn ạ. Rất là thích, rất là đam mê, đặc biệt là khi chúng ta có một ly cà phê bên cạnh nữa. Ngoài ra thì một ưu điểm của một cỗ máy lên cót tay có nghĩa là chúng ta sẽ không sử dụng rotor và người chơi có thể quan sát bộ máy một cách rất là rõ ràng. Đặc biệt là với những cái mẫu đồng hồ cao cấp như Patek Chronograph như này thì bộ máy cơ học được trang trí như là một tác phẩm nghệ thuật các bạn ạ. Như tôi đã nêu thì 5170P có rất là nhiều ưu điểm. Thì 5905P thì như thế nào? Chúng ta sẽ có một cỗ máy tự động là CH28520 với cỗ máy tự động có rotor bằng vàng rất là đẹp, với công nghệ tiên tiến nhất áp dụng cho tính năng Chronograph. Chúng ta sẽ có bánh xe cột column wheel đảm bảo sự an toàn này, khớp kích hoạt theo chiều dọc khiến tính năng Chronograph rất là trơn tru. Nói về lịch sử một chút thì cái cỗ máy 29535 là cỗ máy lên dây ấy, thì là một cột mốc rất là quan trọng trong lịch sử Patek Philippe với tư cách là người kế nhiệm cho caliber 2770 vốn được cải tiến từ cái cỗ máy có nền tảng là cỗ máy Le Mangnia rất là nổi tiếng. Thì điều này có nghĩa là Patek phải độc lập, tức là không phụ thuộc vào một cái thương hiệu làm máy nào khác, và họ đánh dấu cái cột mốc sản xuất ra một cỗ máy Chronograph in-house đầu tiên của mình. Điều này là một trong những thành tựu mà Patek luôn luôn tự hào cho đến ngày hôm nay. Cái cỗ máy lên dây 29535 này là cơ cấu khớp kích hoạt ngang khác hẳn với khớp dọc của 5905. Khớp ngang thì có thể không được ổn định như khớp dọc do bánh răng Chronograph được di chuyển bằng đòn bẩy kết nối với bánh răng kim dây. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có hiệu ứng hình ảnh rất là bắt mắt. Ngoài ra thì cơ chế Chronograph của 5170P còn được trang bị thêm cơ chế nhảy phút nhanh, với kim phút ở góc 3 giờ sẽ nhảy ngay lập tức khi kim Chronograph di chuyển qua mốc 12 giờ. Sau đây là một số nhận định của tôi cũng như là giải đáp một số câu hỏi của những khách hàng khi đến và trải nghiệm hai chiếc đồng hồ này tại Gia Bảo Luxury. Thứ nhất, chiếc đồng hồ nào đáng mua hơn? Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi sẽ giải thích từ các bạn. Đó là hai chiếc đồng hồ này đại diện cho hai type khách hàng khác nhau. 5170P thì thuộc khía cạnh người chơi, nhà sưu tầm, đam mê nét đẹp cơ khí, am hiểu về đồng hồ, yêu thích việc chiêm ngưỡng cỗ máy 29535 rất là đẹp mắt và cuốn hút này. Khi chúng ta đeo một chiếc 5170 thì cái dáng vỏ nó thiên về classic, cổ điển, thanh lịch. Đối lập với Patek Philippe 5170P thì Patek 5905 đại diện cho những người tiêu dùng thông minh, chắc chắn là tiêu dùng thông minh các bạn ạ, và yêu thích thương hiệu đồng hồ độc lập giàu truyền thống Patek Philippe. Bởi vì sao? Bởi vì lớp vỏ rất là bắt mắt này, chức năng Chronograph mạnh mẽ và đặc biệt là cỗ máy tự động rất là tiện lợi với thời lượng cót là 65 tiếng. Chiếc 5905 thì nó mạnh mẽ hơn, quan điểm của tôi đó là mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn và trẻ hơn. Tuy nhiên là nó không mất đi cái phần xa xỉ của Patek các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.